người quản lý trang siêu thị trực tuyến koreashop24h.com, chuyên phân phối những sản phẩm chăm sóc sức khỏe chính hãng đến từ Hàn Quốc. Tác dụng của sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn Hàn Quốc dành cho bệnh nhân bị đột quỵ hay còn gọi là tai biến mạch máu não đã được các chuyên gia y tế và bệnh nhân công nhận. Không những chỉ thị lưu hành ở Hàn Quốc mà hiện nay tại Việt Nam, An Cung Ngư Hoàng Hoàn cũng đã được các bệnh nhân tìm kiếm và tin tưởng sử dụng cho sức khỏe của mình. Trên thị trường, An Cung Ngư Hoàng Hoàn đang được phân phối ở rất nhiều kênh khác nhau. Chính vì vậy, người tiêu dùng cũng cảm thấy hoang mang, không biết lựa chọn An Cung Ngư Hoàng Hoàn ở đâu để có thể mua được hàng chính hãng, chất lượng và giá cả hợp lý. Thì video ngày hôm nay, Nga sẽ chia sẻ cho bạn 5 đặc điểm để giúp cho bạn có thể lựa chọn cho mình được địa chỉ mua hàng, có thể mua được hàng chất lượng chính hãng và tránh cái việc tiền mất tật mang. Đặc điểm thứ nhất là bạn nên chọn những địa chỉ chuyên phân phối các dòng sản phẩm của Hàn Quốc, có địa chỉ kinh doanh và website rõ ràng. Đặc điểm thứ hai là trong phần chi tiết sản phẩm có cách phân biệt hàng thật, hàng giả để giúp cho bạn có thể nhận diện được sản phẩm. Đặc điểm thứ ba đó là phải có đầy đủ tem mác của nhà sản xuất. Đặc điểm thứ tư là có nhân viên tư vấn sản phẩm có chuyên môn sâu để giúp cho bạn nắm rõ được thông tin của sản phẩm. Đặc điểm thứ năm là có cam kết về hàng chính hãng, có chính sách đổi trả cho khách hàng khi mua hàng tại địa chỉ đó. Thêm một lưu ý nữa dành cho bạn là khi mua sản phẩm, bạn tránh mua ở những website có địa chỉ lập lờ hay mua qua phương thức xách tay, bởi chính những người mua giúp sản phẩm cho bạn cũng chưa chắc đã có đầy đủ kiến thức để nhận diện cho bạn hàng thật, hàng giả. Ở Việt Nam thì hiện nay An Cung Ngư Hoàng Hoàn đang được bán tràn lan ở rất nhiều các cửa hàng nên không thể tránh được việc mà bị hàng giả trà trộn ở trong đó. Vừa xong thì Nga vừa chia sẻ cho bạn 5 đặc điểm để giúp cho bạn có thể nhận diện được một địa chỉ mua hàng tin cậy. Bạn có thể căn cứ vào đó để có thể chọn mua sản phẩm cho mình, chăm sóc sức khỏe cho mình cũng như người thân trong gia đình mình. Và với phương châm chất lượng là uy tín, lên koreashop chuyên phân phối những dòng sản phẩm chính hãng, An Cung Ngư Hoàng Hoàn do koreashop phân phối là hàng chính hãng của hãng Quang Đông Hàn Quốc. Nên khi mua hàng tại koreashop, bạn hoàn toàn yên tâm là sản phẩm đến tay bạn là sản phẩm chất lượng. Ngay khi bạn lựa chọn mua sản phẩm tại koreashop 24 giờ, bạn sẽ được các đội ngũ chuyên viên tư vấn của chúng tôi tư vấn cho bạn sản phẩm kỹ càng và đồng hành với bạn trong suốt quá trình bạn sử dụng. Và khi bạn cầm sản phẩm trên tay mà phát hiện ra hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì chúng tôi sẽ bồi hoàn 100% giá trị sản phẩm. Thậm chí trong vòng 7 ngày nếu bạn bóc sản phẩm ra sử dụng mà vẫn không yên tâm về chất lượng, chúng tôi cũng sẽ nhận đổi trả hàng cho bạn. Để biết thêm thông tin chi tiết sản phẩm, bạn hãy kéo xuống phần mô tả dưới video này. Ở đó Nga đã để sẵn một đường link trang web koreashop24h.com. Bạn hãy chat với chúng tôi qua phần chat online hoặc có thể gọi trực tiếp đến số điện thoại 0979 149 256. Chúng tôi sẽ tư vấn trực tiếp cho bạn. Chúc bạn thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.